Bữa nay ngồi nói chuyện với mấy cô đang làm việc bên Đài Tùng Lâm và bên Đạo Tràng Ba. Mấy cô nhớ mình tu hành phải gây dựng cái tâm giải thoát cho nó mạnh. Con người mà học đạo mà không gây dựng cái tâm giải thoát thì uổng công vô ích. Tại mình có vui cái gì trong cuộc đời này chăng nữa cũng nhất thời, đâu có áp dụng cho cả đời mình đâu. Mà một con người gây dựng cái tâm giải thoát thì mình mới nghĩ ra cái việc làm ý nghĩa trong cuộc đời. Tại vì cái tâm giải thoát nên mình đến cái cõi này mình phải làm cái gì để ý nghĩa trong cuộc đời. Thì từ nó đó mà tâm tu đạo mình mới cả đời được duy trì được. Còn nếu như mà mình thích vui, mình tu vui chơi vậy thôi thì 7-8 năm, 10 năm sau cũng cũng đi gì à. Tại cái niềm vui nó không có thể nào mà đắp ở trong cái đạo giải thoát được. Cái niềm vui mà thế gian á, chỉ có cái pháp giải thoát nó mới giúp cho mình có cái niềm vui phát sinh ra từ pháp vị. Pháp vị thắng mọi vị. Mà pháp vị nó phát sinh ra, nó làm cho mình thích thú trong đạo lắm. Còn cái tâm vui như cái kiểu thế gian nó làm cho mình chán đạo. Tâm vui kiểu thế gian làm chán đạo. Tại sao những đứa càng tu càng thích là vì sao? Vì những đứa thấy mình làm được việc ý nghĩa trong cuộc đời, vì mình có tâm giải thoát. Mình có cái ý nghĩa trong cuộc đời nên mình mới ở trong chùa mình tu được. Có cực mình cũng không không có than van, mình cũng không có buồn. Tại mình thấy cái việc mình làm là ý nghĩa. Những đứa cũng mệt chứ các con. Làm việc không bao giờ mà nghỉ ngơi một chút nào chứ mà. Không có nói là cái ngày nào mà như đức nghỉ. Người ta càng nghỉ thì như đức càng làm việc. Vậy đó. Suốt luôn. Bây giờ là từ làm cái việc chân tay rồi tới làm cái chuyện đầu óc luôn rồi đó. Làm hai mặt luôn. Thì những đức thấy rằng là tu hành là phải có tâm giải thoát. Nó giống như có một cái cô thấy chưa. Ở trong chùa 7-8 năm giờ. Mà gầy dựng cái tâm tu mà hồi đó là ưa nói 2-3 lần cái câu nói. Con ở trong chùa vậy thôi chứ con không có tu hành gì đâu thầy. Thích vui thôi. Những đứa thường nói. Đừng có nói gì. Những đứa cũng không thích nghe câu gì. Tại mình ở trong đạo mình không có tâm tu hành gì. Ở đạo làm gì. Trong đạo làm gì. Thấy không? Dù có giỏi thì cuối cùng vẫn không có gốc. Có giỏi thì không có gốc. Cái gốc của cái người tu là nó cái tâm giải thoát á. Là cái gốc. Con người ta thường bị cái bệnh là gì? Gốc thì lung lay mà cành lá thì muốn bung ra. Nên á, cái vai trò ví dụ như cô Châu cô Thanh bò gốc, nghĩa là cái vai trò người trên là nó bao phủ, còn cái vai trò mấy cô mà lo việc là mấy cô bò gốc, là biết nghe lời, rồi cái gì không hiểu mình hỏi. Tuyệt đối mình không có tạo ra cái mối nhân duyên lớn, vì tạo mối nhân duyên cái lớn nó ghì mình ngã cái gốc. Tại mình không biết bò gốc mà mình tạo mối nhân duyên. Tại mối nhân duyên là ông thầy ông lo cho chúng tạo ra thôi. Còn mình chỉ là làm cho nó đúng cho tốt thôi. Không có tạo mối nhân duyên với một con người nào. Họ đến đến cúng dường không cúng dường đó là chuyện của thầy giải quyết. Còn cái chuyện của mình là làm đúng trách nhiệm của mình. Cái gì quy tắc đàng hoàng thì tồn tại cực kỳ đặc biệt tốt. Còn nếu không á, tạo mối nhân duyên rộng lắm. Nhưng đứa thấy rồi đó. Rớt á, tạo mối nhân duyên rộng lắm. Đến với ai cũng muốn kết duyên, đến với ai cũng kết duyên rồi. Mua đồ mà cũng kết duyên nữa. Mua đồ mà cũng mua tùm lum tùm la để kết duyên với họ đi. Để cảm thấy vui và cảm thấy hiểu biết nhau đồ. Gặp nhau vui đồ đặc biệt. Nhưng mà rớt đó, thấy chưa. Nên từ nơi đó mình làm sao mình bồi cái gốc cái giải thoát của mình. Rồi mình bồi cái gốc cho chắc. Còn cái duyên mà bung ra pha cái gốc cho nó chắc đi thì tự nhiên cành lá nó bung ra. Và khi mà nó bung cành lá ra thì cái gốc nó mới chịu được chắc. Nó nên từ nơi đó mà cái câu mà những đức nói thấy chưa, qua bên kia những đức nói một câu nói nè, ở bên đó 2-3 năm đi, sau này xây ngôi chùa mới thì nếu mà cái tâm mình đặc biệt tu tập tu hành thì những đức sắp trở thành một cái tổ chức giúp những đức, hỗ trợ những đức người ta giờ 30 tuổi rồi làm việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nhưng mà luôn luôn vẫn giữ cái câu gì biết không? Thôi thầy cho con bên hộ pháp đi. Con thích bên hộ pháp vui á. Con chấp nhận bên hộ pháp hơn. Nói vậy là người này khỏi cần nói chuyện nữa. Thừa thải lời nói quá. Trong cuộc đời con người có bao giờ mà cái cuộc vui nào mà giữ hoài được đâu. Chỉ có cái tâm vui giải thoát nó mới duy trì được. Đi đến chỗ giải thoát. Còn cái cuộc vui nào ở trong cái cõi đời này chúng ta ngồi chung với nhau. Không có cuộc tiệc nào mà không tàn.
Mình là người càng ngày càng lớn lên, không phải là đứa con nít. Mình phải trưởng thành. Mình phải trưởng thành, mình nghĩ về cái đạo pháp á. Có người gì mới là người ở trong đạo, mới làm việc cho Tam Bảo. Còn nếu không á, là nó gù quến thành một cái nhóm, tạo ra một cái tội lỗi hư hỏng. Gù quến thành một cái nhóm, tạo cái ái nhiễm. Mà mình đi theo con người vậy là tạo cái ái nhiễm. Thà thí dụ như giờ theo người như cô Thanh hay cô Châu, họ không có cần nói cái chuyện mà ngọt ngào chiều mình nhiều quá, nhưng mà làm cho những con người này trưởng thành, sau này con người này sẽ có năng lực. Vì họ đâu có chiều mấy người này bằng một cách mà tùy tiện. Thì từ nơi đó những con người này nó mới có năng lực thật sự để phát huy, năng lực để phát huy. Còn nếu không á, là nó đụng chuyện rớt. Mà cả gia đình cô đó tu hành không, mà cả gia đình cha mẹ con nó tình thương nó lạ kỳ lắm. Tình thương nó ngoài sức tưởng tượng của mình quá. Nghĩa là con gái lớn 30 tuổi mà cha với con gái mỗi lần gặp nhau là ôm nhau đồ, thương nhau bằng một cách mà những đức thế rất là lạ luôn á. Mà cái học Phật đó nó không có đạt được. Tại nó nói dụng tình mà hành sự thì mọi việc sẽ xa. Không nói dòng gió. Nó, mình có con mình khôn lớn, mình phải làm sao tạo cho con mình cái nguồn sống về tương lai không có mình mà con mình sống được. Đó mới là cái tình thương đặc biệt. Như những đức từ khi còn nhỏ là không có cái tình thương đó, nên con người những đức nó phát huy cái năng lực sống của chính mình. Nên bỏ những đức ở đâu những đức cũng sống được. Nên mình đi vô chùa, ai cũng là người lớn thì phát tâm vô chùa tu. Sống thì giống hệt chúng, chứ không có nói rằng là mình nói mà mình quá nương vào họ cái chuyện mà tội nghiệp họ này kia. Nhưng mà tác hại vì sao lớn dữ lắm. Tác hại vì sao rất là lớn luôn. Thà mình gầy dựng cho nó hơi cứng một chút, nhưng mà ai cũng được gầy dựng. Vậy sao được người nào là được người đó? Được người nào được người đó. Nên bên kia nhà bếp những đức vô là trong vòng một tháng mấy những đức gầy dựng là hết luôn. Gầy dựng là hết luôn. Và bắt buộc phải đi tu luôn, nói dòng do chứ. Lên trên điện tu chứ không nói mà cứ nấu ăn hoài được. Rồi gọn công việc là hết luôn. Phải có thời gian niệm Phật tu tập. Và mỗi lần làm việc có rảnh ngồi nhắc nhở. Mấy đứa nhỏ tự nhiên nó tự nhiên nó phát lên hết trơn. Nó ví dụ như có con nhỏ ở bên kia mà nó con Liên Hữu á. Từ khi nó vô chùa mà tính ra không biết làm sao. Nó sơ xác nó ốm o gầy mòn, nó bị cái gì á, những đứa không hiểu. Không hiểu nổi luôn. Trong khi những đứa nuôi con người là ai nó cũng mập mạp sái sủa. Mà riêng nó không biết sao nó ốm o gầy mòn sơ xác. Những đứa vẫn hiểu nội tâm. Nó gần cái một người nó dính mắt. Nó bị dính mắt mà nó không mập mạp được luôn. Vì đó mà trong vòng tháng mấy nay những đứa vô trong bếp làm nó lên 3 kg. Kinh khủng không? Còn đứa nào nó cũng lên ký, đứa nào nó cũng phát ra được hết trơn luôn, thoát ra được hết trơn luôn. Nên mình theo một người quan trọng lắm nghe mấy con. Nếu họ cứ dùng cái sự ái nhiễm mà với mình, họ chùm lại cái là mình thoát không được. Kinh lắm. Những đứa cũng thương các cô, nhưng mà những đứa đều nói một điều là mấy cô có thể phát huy được chính mình, chứ không phải là nó dung dưỡng cho mấy cái cô mà tự nhiên trở thành những con người yếu đuối tầm bậy. Mấy cô không phải như đức la thẳng tay, xử lý thẳng tay luôn để cho mấy cô trưởng thành. Thương là thương nhưng xử lý là xử lý. Nó rõ ràng thấy chưa. Người đi theo như đức 7-8 năm chờ mình đức còn xử lý mà. Đừng nói chuyện dở. Đã như đức phân tách kỹ ra rồi, không có kết quả. Có nhiều người gặp như đức nói thầy, cái người đó phụ thầy gì, tội nghiệp họ quá, thầy cho họ cơ hội. Như đức nói ai với Đà Phật. Được rồi. Trong lòng như đức đang có sự tính toán cái gì như đức quyết định của như đức. Tại vì sao? Tính kỹ ra nó không có lợi ích gì chứ. Không lợi ích là gì? Dung dưỡng cho nó thì một đám người đều không được đặc biệt. Còn hơn gứt một người để 7-8 người, cả chục người, mười mấy người được tốt. Cái đó là cái mình quyết định rất sáng suốt luôn. Nên họ ở ngoài cuộc họ không nhìn được cái gì, thì nó không cần quan trọng tới. Thấy không? Từ nơi đó mà từ bên kia qua tới bên đây. Nhưng đức nói câu 7-8 năm chờ ở trong chùa nghe, qua bên kia mà ở không được là tệ lắm á. Trong khi người ta ở được mà qua bên đây mà nó không được. Mà riêng qua bên đây là chắc chắn không có cô nào bên đây mà đụng tới nó đâu. Không ai mà nói tới nó này kia đâu. Nó là được ưu ái nhất luôn, tiếp tục cũng là ưu ái nữa đó. Những đứa không có biết cái chuyện bên đây mà những đứa tin chắc là gì đấy. Cũng không ai nói nó cái gì đâu. Làm thì làm, hoặc là muốn nghỉ thì nghỉ thôi chứ. Ngoài ra thì chắc không ai dám nói tới đâu.
nhưng mà cũng rớt. Rớt ngay cái gì có biết không? Nó đây buồn quá, chàng ớt chàng. Nếu mà những đức như vậy thì ngày xưa trên kia những đức khi xuống như hộ pháp là những đức rớt mất tiêu rồi. Nó buồn không tưởng tượng được luôn. Mục tiêu người ta là tu đạo chứ đâu phải cái chuyện đó đâu. Một nơi buồn mình gầy dựng ra thành một nơi vui. Mình ở một hoàn cảnh này quen, mình lỡ chỗ khác người ta thương mình, mình hòa nhập cùng với người ta để mình tạo ra hoàn cảnh mới. Con người mình vậy thì con người mới kính thầy, học với thầy. Chứ lúc nào cũng đeo đẳng theo sao được vậy? Thua rồi. Học đạo như đức đâu kia mấy cô đeo đẳng đâu, những đức dính mắt đâu. Mà những đức chỉ dạy mấy cô để mấy cô trưởng thành á, chứ không phải đeo đẳng theo đâu. Nên từ nơi đó mình phải hiểu cái nguyên lý này thì mình tu đạo nó mới có kết quả được. Nên hồi sáng những đức nói thẳng một câu, nói từ hôm nay đừng có bước vào đây nữa. Vì thời gian 7-8 năm chờ không phải là con số ít. Những gì những đức hướng dẫn học được thì cố gắng áp dụng ngoài đời. Tại vì sao? Thiếu góc độ. 30 tuổi mà thiếu góc độ. Những đức phân tách kỹ, ít có ông thầy nào dạy mà đi hứa hẹn lắm. Mà căn tính mình quá bèo, ông thầy cũng hứa hẹn giùm cho mình luôn. Gán 2-3 năm đi, chùa bên kia mà xây xong thì những đức tạo ra một tổ chức cho, vì mình đã có tâm tu. Hai, không chịu nổi thì người này là thua, chịu thua. Thấy chưa? Không có thầy nào không đi hứa hẹn cho mình chứ. Phật pháp ai hứa hẹn vậy, nhưng mà thấy cũng tội nghiệp, tạo ra cơ hội vậy luôn mà vẫn không sống được. Như đức nói vậy thì kỳ này đi về là tuyệt đối nghe. Xong rồi đó. Chúng ta không quán hận gì nhau, nhưng mà đừng có bao giờ quay trở lại nữa. Vì đức sẽ không tiếp. Không tiếp. Đừng bao giờ nói cái tiếng tôi đến cộng tu. Không có ý nghĩa gì để cộng tu gì chứ. Không có ý nghĩa gì hết. Dẹp đi. Đứt đường luôn, dọn. Nó nên những đức mong nói với mấy cô, tu hành là phải có tấm giải thoát. Niềm vui của mình là sanh cái từ pháp vị á. Sanh cái từ pháp vị. Phải nhìn nhận con đường của mình đi. Chứ không phải là mình đi bằng một cách là mình đi vui chơi, không phải. Tất cả cái việc mình làm là giải thoát đó. Mấy cô coi cái lễ Viếng Quan Bồ Tát mấy cô làm đi, mấy cô nhận thức đi, nó quá ý nghĩa trong cuộc đời mình luôn. Mấy người đi tu mà được cái cơ hội phục vụ chúng sanh như vậy, mà toàn là phục vụ người ta tu, nóng không tưởng tượng được mà người ta lại Quan Âm, người ta tu gì. Mình phục vụ người ta là quá xứng đáng rồi. Mà còn đem tiền gì cúng dường để mà phụ chùa lo lắng này kia. Thấy chưa? Phục vụ người ta là có gì đâu mà không xứng đáng. Đúng là thật sự chúng ta có qua có lại nhau đó. Mình phải nhận thức được con đường mình đi vậy thì nó đặc biệt lắm. Ví dụ như giờ mấy đứa nhỏ ngồi đây nè, nếu nó không có cái tâm tu, nó không nhận thức, nó không nghe lời mình, sao mình dạy nó đây? Mà nếu mình bỏ đại bỏ càng thì không khác nó ở cho qua ngày đoạn tháng. Nó giống như một cái cây mà nó không uống hoặc không cắt tỉa cái cây, hay là để cây nó mọc tứ tung lăng ta, nó muốn nghiêng chỗ nào ngã chỗ nào kệ nó. Gì thì nói gì nữa giờ. Nó là một cái cây mà mình còn cắt gọt, là những đứa đi ngang thấy mấy cây bông giấy mấy cô bị cắt gọt thấy chưa? Nếu mấy cô để đại nó xà lĩa tùm lum la, so le tùm lum thì sao có được. Con người được dạy là đâu có ai mà nếu mà bây giờ mình nói không được, mình bỏ đại luôn, vậy thì mình nuôi người đó làm gì? Thà mình dứt người đó đi qua hoàn cảnh khác còn tốt hơn. Mình để họ thì nó tổn hại nhiều người khác, không có được. Nên từ nơi đó mà mình nói, thí dụ như bây giờ người ta từ bi, người ta bắt ma bắt quỷ để làm gì? Ta bỏ vào cái hù lô, xong người ta phải dạy nó, mày biết sợ chưa? Sợ rồi thì rồi cho mày làm công việc. Còn nó nói tao không sợ, sợ nhốt vô hồ lô. Chứ không lẽ để cho nó quậy nhiều người khác. Nó không có giết nó, nhưng mà người ta lại rèn luyện nó. Còn cái người mà nó không chịu ở trong vị trí mình rèn luyện, để làm gì nữa giờ? Mình để có ý nghĩa gì đâu. Dụng tình hành sự thì sau này càng tác hại thêm. Nó tác hại nhiều người khác nữa. Nên những đức chỉ mấy cô là người coi chúng, mấy cô nuôi lo cho chúng, mấy cô gần gũi chị em, mấy cô phải nhớ câu gì đức nhắc. Dũng tình thành sự là mọi việc sẽ sai đó, thất bại đó, không nói vòng vo chứ. Người nào không được cứ báo thẳng nhân đức đi. Người nào mà trong chùa phiền phức là báo thẳng đi. Nhất là cái chuyện nha, thà nam gà nam, nữ gà nữ đi. Đừng có nữ mà không ra nữ, nam không ra nam, khó xử lý kinh khủng luôn. Mà trong cái nội bộ mà nhất, ví dụ như bà Châu này bả mà BBD đi, cái này nó mới ác đạn này cô. Nhưng mà Thanh này BBD thì khác, ác đạn luôn đó cô. Tại vì mấy cô là người dẫn đầu. Mấy cô mà đã là không ra nữ, không ra nam là chết mô liền. Giờ mình nam nữ mình còn có thể ngăn chặn nhìn cái hình thức.
Nhưng mà đã là nữ mà tâm nam, mấy cô nghĩ dễ không? Làm sao mà ngăn chặn được đây? Mà mấy cô lại có cơ hội nữa. Cơ hội mấy cô là gì? Mấy cô nắm được vật chất, mấy cô nắm được đồ ăn thức uống. Mấy cô đi cho người nó ăn uống này kia đồ. Mấy cô đi tạo mối ăn tình, cái này mới là chết nè. Nó chết cực kỳ lớn lao luôn. Đây là cái kinh nghiệm như Đức chia sẻ mấy cô nghe đấy. Ngày xưa những Đức nghĩ nó không có gì quá đáng đâu. Nhưng mà khi những Đức mà tìm hiểu ra, nó mới kinh khủng luôn. Thành một ổ luôn á. Thành một ổ luôn á. Nó đem cái của Tam Bảo, nó cho người này ăn, nó cho người kia ăn, nó nuôi cái tình cảm. Nó nghĩ rằng nó đặc biệt hơn mình, trong khi mình cực khổ mình tạo về. Nó đem cái đó nó cho người ta ăn, nó cho người này ăn, nó cho đứa nọ ăn. Mấy đứa nấu ăn trong bếp nó để đồ ăn cho ăn thoải mái. Ai đứa nào cũng quý mến nó, chị tốt, chị tốt, chị tốt. Rồi cuối cùng mình dạy người ta, nó đặt mình ở đâu, nó chết cái kiểu này đấy. Tuy nhìn thì không có gì ác, nhưng mà đại ác. Không biết chỉ người để dạy mình, mà nó lại gom về quy về nó. Mà nó cũng nói quy minh, nhưng mà cái hành động của nó là ai nghe mình nữa. Cái hành động của nó là nó còn chiều người ta hơn mình nữa. Nó dung dưỡng cho người ta thì người ta đáp theo nó. Cuối cùng nó ngã luôn, tự mình hại mình. Đó là kinh nghiệm đó mấy cô. Tại người trên ta bỏ gốc chắc quá, còn mình là sống trong hoàn cảnh của người ta. Cuối cùng mình dám tùy tiện rớt, tạo mối ăn tình, cành lá hoa quả bung ra, nhưng gốc yếu ngã. Đó nên những Đức nói mấy câu quy tắc đi. Chính những Đức đi vô trong biết một tháng mấy này đa vặn lên ký. Tại vì sao? Vì nó không có ăn cái gì nên nó đói bụng mấy cô. Cuối cùng nó ăn cơm ngon kinh khủng luôn. Đứa nào nó ăn canh không? Tới giờ ăn cơm chỗ nó ăn đừng có nói. Đứa nào cũng vậy chứ. Mấy cô ngày xưa mình nuôi con nít mình đã kinh nghiệm. Đứa con nít mà nó cứ ăn vặt hoài, tới khi ăn cơm nó không ăn. Mà thà nó ăn chuẩn đàng hoàng đi, tới giờ ăn cơm nó ăn ngon. Mà ăn cơm được là nó khỏe. Đó là kinh nghiệm. Nên mình tu hành phải gầy dựng cái tâm giải thoát. Nếu không gầy dựng cái tâm giải thoát, một chục năm ở trong đạo cuối cùng cũng bức, uổng công vô ích. Đó là cái điều những Đức nói cho mấy cô xác thực rõ ràng. Mấy cô cũng biết những Đức nói ai rồi đấy. Khỏi cần nói tên tuổi làm cho nó mệt. Nếu mà không gầy dựng cái tâm giải thoát thì dù có 10 năm ở trong đạo cũng uổng công vô ích của thời gian 10 năm. Còn nếu gầy dựng cái tâm giải thoát thì 3 năm thôi đã có kết quả rồi. Trong đạo 3 năm có kết quả rồi. Làm cái gì làm phải gầy dựng cái tâm giải thoát. Mục tiêu như Đức hướng dẫn mấy cô là để tu hành giải thoát, chứ không phải là cho chứ các cô dính mắt với nhau đâu. Không phải đâu. Nên ở trong đạo bên cô Thanh, bên cô Châu nhớ kỹ, chỉ cần thấy một mầm móng nào, nữ với nữ, nam mà na nha, mà nó cứ đắp với nhau là nó chơi chung với nhau riêng biệt, là báo những Đức biết. Xử lý từ ban đầu đi, đừng có để. Cực kỳ phiền phức luôn. Đây là cái kinh nghiệm những Đức đã trải qua hết rồi, thấy rồi đó. Nguy hiểm ghê. Nó không có làm cái gì được, có bầu bì gì hết trơn. Nhưng mà kinh khủng là nội tâm nó bị mất đi mấy cô. Tâm tu đạo mất luôn. Thêm cái nữa là nó bị cái gì á. Thà một con người nam người nữ mà còn người ta thích nhau, người ta có thể lo tu hành không. Còn cái chuyện mà nữ với nữ là nó giống như nó lấy cái trái tim mấy cô, mà không biết gì sao mất trái tim luôn. Cái này là 100% mấy cô luôn. Nó trở thành một con người gì á. Nó lạ lắm, mơ mơ hồ hồ. Rồi nó giống như ở trong cái màn đêm u tối vậy đó. Nó giống như bị sương mù bao phủ mấy cô. Tự nhiên con người nó bị cái gì á. Nó không phải là bình thường như nam với nữ. Nam với nữ thì người ta là giống như âm dương, thì nó kết hợp không đến nổi. Mà âm âm là nổ, dương dương là nổ. Nguy hiểm lắm mấy cô. Đây là mấy cô kinh nghiệm nhớ nghe. Đừng dung dưỡng bên cô Thanh. Mấy lần rồi cô Thanh cô nhớ chưa? Dung dưỡng đứt luôn hai người lượt luôn nói cô. Mà con cái đang gỡ ở đây đó mà đi mất tích luôn. Thấy kinh chưa? Đừng có xem thường chuyện này nghe. Con gỡ ở đây mà bỏ con đi đó, đi mất tích luôn á. Tết nhất gì cũng không về thăm con luôn đó. Bỏ con luôn đó. Mà nữ với nữ với nhau đó. Thấy đáng sợ chưa? Nó nên ai mà có cái bệnh này điều chỉnh đi. Thà mình mê trai đi, là mình tu. Còn trai thì mê gái, cái chuyện này là nhân sinh tự nhiên rồi. Thấy không? Mình tu hành mình điều chỉnh lại. Châu này mê gái mê trai? Mê ai với Đà Phật? Thấy không? Nên từ nơi đó con kính trọng thầy, con mê ai với Đà Phật vậy thôi. Chứ mê trai cũng mệt. Thì có trai đâu mê mà đi mê trai chứ, nó mệt thêm. Thấy không?
Nó nên từ nó đó. Còn cái chuyện mà nữ với nữ nhau là phải nhắc kỹ rồi đó nghe. Nhắc rõ ràng rồi đó. Bên cô Thanh lấy kinh nghiệm mấy lần, cô thấy chưa? Dung dưỡng mà không được cái gì. Mấy lần nghi thức định sự của Thanh nó tội nghiệp của thầy. Cho họ cơ hội với thầy. Có một lần cái bà mà định đưa qua đây cô nhớ không? Tách ra đó. Cô Thanh nó tội nghiệp đưa cô xuống dưới cái phòng chăm mấy bà cụ. Nó nắm tay đi luôn. Dẫn đi luôn, mắc thêm đứa nữa. Kinh khủng không? Bên kia mà không có những đức, nó kéo một đám đi luôn đó cô. Nhờ có những đức đó, nhờ có những đức lo lắng đó, nó bị ít gì nó cũng nghiêng về những đức mạnh đó cô. Ghê chưa? Không phải chuyện giỡn đâu. Chứ những đức phân tách cho nó nghe kỹ đó. Tại vì nó có thời gian quá lâu rồi cô. Thời gian quá lâu nhất là cái người đứng như vị trí cô Thanh cô Châu. Mà gặp mà không có rõ ràng nam hay nữ là chết. Đây là quá nguy hiểm luôn á. Nhưng một khâu nào mà đã giao là con người đó phải thật sự là phải phải đúng nam hay đúng nữ cô. Chứ không thể nào mà trẻ làm đôi được. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Nó làm cho cái đội ngũ đi theo y ran bệnh đó luôn cô. Ghê lắm. Nó mấy cô ở đây, mấy cô chỉ cần mầm móng gặp một người nào như vậy, báo nhà Đức biết. Trong vị trí mình sẽ không bao giờ có người đó lội ra khỏi vị trí mình. Không có để được. Tại vì sao? Này là mầm móng nguy hiểm lắm cô. Nó nên mình phải gầy dựng cái tâm tu giải thoát cho cực kỳ mạnh thì nó mới tồn tại được. Đừng bao giờ bị một cái tâm lý làm câu thúc mình để trở thành con người chuyển giới kỳ cục, thấy không? Nó nên mà cái này không có đơn giản đâu nghe mấy cô. Cả có chồng có con rồi đó mà vẫn bị dính đó. Đừng có nói chuyện người nhỏ gì. Có chồng có con không đó mà tự nhiên biết sinh lý thay đổi luôn á, hết sức là cẩn thận. Nên nhà Đức nó phải gây dựng cái tâm giải thoát á, thì cái mặt tâm lý đó nó không có điều chỉnh được chính mình để chuyển giới tư tưởng. Còn nếu không á, nó bị ảnh hưởng á. Nên đó là mấy nhiều bà có chồng rồi có con rồi đó mà cuối cùng bị bệnh gì đó. Nên người ta mắc tâm đạo cỡ nào chứ. Con người thì ai mà không có cái sai. Nhưng mà có những cái điều mà mình làm được thì mình làm. Chứ tại sao mà mình không vượt lên chính mình được. Phải cố gắng. Nên cô Phụng ở đây phải cố gắng. Thấy không? Mình đi tu đừng có mong cái, đừng có nói cái chuyện tu được đi về nhà. Nói gì thì đi tu làm gì cho nó mệt thêm. Tu cũng được về nhà làm gì. Thấy không? Nên tu cũng được đi về nhà nói chi nữa giờ. Thôi khỏi đi. Nên mong mấy cô phát tâm cho nó mạnh và phải trân quý hoàn cảnh này. Cái người mà ra khỏi hoàn cảnh này là hết duyên hết phước á. Cho người ta xây một cái cơ ngơi mà nhìn bên ngoài, mấy cô đi bên ngoài mấy cô nhìn vô coi. Mình được đến ở cái cơ ngơi người ta biết mình có đủ phước hay không. Đừng có nói chi mà mình chọn lựa. Mình ở nhà mình, cái nhà mình phải lớn mà mình ở hoàn cảnh gì mà mình còn không biết trân quý. Rồi ở nhà mình làm được cái chuyện gì mà mình vô đây mình làm gì mình không trân quý. Chỉ có cái người thiếu phước duyên họ mới không nhìn ra thôi. Chứ người mà có phước duyên sẽ nhìn ra và cực kỳ trân quý luôn. Rất là trân quý luôn. Ở nhà nhiều người chúng ta thật sự mà nói, có khi nói thiệt chứ, nhà khá giả lắm mới nói là cái chuyện ngủ về máy điều hòa đâu nãy kia. Chứ đừng nói chuyện không có dễ đâu mấy cô. Trong cái cuộc sống bây giờ nó mình phải nhận thức như thế nào để bản thân chúng ta sống mà còn giữ được phước báo của chính mình. Nên nhà bếp núc đồ làm cái gì cũng gì, cho cái cụ ăn là ăn, còn cái nào tiết kiệm là tiết kiệm, không nói dòng gió chứ không có phí phạm được. Mua bánh trái ăn mà nhìn qua cái cách ăn của họ tức khắc gì sao giảm liền, cắt giảm liền. Tại vì sao? Vì họ ăn bằng một cách mà họ không cần ăn nữa thì chú ăn làm gì. Vì tuy là những đứa nói rầm rầm vậy nhưng mà mấy cô nhớ kỹ, chỉ cần họ ăn mà mấy cô thấy rằng như nhớ đồ, đừng bao giờ mua cho họ ăn nữa. Để cho họ ăn ít lại để giữ cái phước. Vì sao họ thèm mà cho họ ăn? Cách sử dụng gì nó mới đúng. Còn bây giờ mấy cô tắt cho họ, ông thầy nói gì, thôi mua đại đi, hết phước họ sao? Ông thầy trên ông phải nói gì để làm chi? Nó cảm giác như gặp nhau vui, có lời nói để nói. Còn mình cho ăn thì mình phải điều chỉnh. Cái quan trọng là tâm mình giúp cho người ta chứ không có hại người ta. Chứ đâu phải là mình không có góc độ, mình là người làm việc mà phải có góc độ chứ. Thì đó là xác thực công việc của mình. Nó giống như những đức á, những ngày bình thường những đức cho ăn đơn giản, chỉ có ngày thứ bảy chủ nhật những đức nấu đồ ăn ngon lắm. Tại vì sao? Người ta ở ngoài đời người ta vô, người ta còn cúng dường mình, mình phải cho người ta ăn đầy đủ, mình ké. Những đức thường nói câu mình ké người ta thì mình có phước, chứ mình ăn còn ưu ái hơn người ta, mình hết phước làm sao?
thì mình mới tồn tại. Nó đâu phải ăn nhiều mới mập đâu. Nó vui vẻ, con người nó an lạc lên, nó sáng sủa liền, nó 100% luôn. Nên mong quý cô nghe những điều như Đức chia sẻ. Mỗi một con người ở trong chùa mà họ tu mà họ không tu, mà họ đi về là một bài học cho mình. Quan sát được cái nhân duyên của họ khi sống trong ngôi tam bảo, sống như thế nào, lợi ích là có, tác hại như thế nào, tác hại và lợi ích để lên bằng căn, bên nào nặng, bên nào nhẹ. Nếu như lợi ích mà nặng, quý vị sẽ không rớt đâu. Nhưng lợi ích ít, tác hại của người làm nhiều, tiếu rồi. Nội mà nhà Đức vô bếp, nhà Đức dọn hết nguyên một cái dàn lò ga, dọn hết tất cả cái lò nhí, mấy chục cái lò xào, dọn hết tất cả con người đi làm việc lên cái điện tu, công và của nhà Đức gọt biết bao nhiêu mà nói. Thì đúng rõ ràng làm việc nhưng mà tác hại quá lớn, không cần thiết luôn. Còn nấu ăn nấu rất nhiều, dư múc cho người ta, đâu cần thiết đâu. Lúc cần cho là cho chứ đâu phải tầm bậy gì được. Mình phải nấu làm sao đủ dư ăn, dư là chúng ăn, trang trải tới chiều kết hợp là xong. Chứ làm gì kiểu nấu mà dư kêu người ta lợi đem đưa cho người ta. Có lần bên kia nấu cơm dư 2000 người ăn, đem qua đây những Đức về mắng cho một chập, chữ te tua luôn. Nói cơm của cô hả, gạo của cô hả, cô đi làm ra gạo nè, mà cô nấu gì tùy tiện, không nhận thức. Của người ta cúng dường cực khổ, không biết gì cả, cho người ta mà khi người ta còn đánh giá ngược lại mình, nói nhà chùa đi dư lắm, nấu một đống cơm đem cho tôi nè. Họ không cảm ơn mình mà họ còn phê phán mình. Cái đó là cái lợi ích hả? Nó làm việc gì đó, những Đức dính vô những Đức mới biết thì ra. Nó làm gì đó, nó nấu đồ ăn, đừng có nói, nó thoải mái luôn. Rồi xong múc ra từng bọc bọc đem cho người ta. Đâu phải làm bậy bạ như Đức chán. Thì khi nhà chùa cái này là quá dư giả, quá dư rồi, cái này mình chia cho Phật tử thì không nói. Còn chuyện bỏ công bỏ của ra bậy bạ làm cho cực te tua, tốn ga tốn củi tốn đủ chuyện, cuối cùng đem cho người ta. Mình nói mình buông xả, mình đi làm đi rồi mình sẽ biết mình buông xả. Mình đâu có làm đâu mà mình buông xả được, bậy quá. Thấy chưa, tới những Đức nấu ăn cả củi còn không hao luôn. Biết sao, cái lò này vừa nấu xong còn một cây củi, kêu gấp cái lò này bỏ qua cái lò kia để nấu. Người ta đi lấy cây củi, mình có lấy không mình biết. Tôi đã từng đi lấy củi nè, đập từng cây đinh tôi hiểu nè, không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Nấu ăn mà củi tôi còn tích lũy kìa, nó mới tồn tại được. Nên những Đức nói mấy cô quản lý trong chùa nhớ kỹ một điều, nhất là những người mà đến xung quanh ở gần chùa, về sau nó chết chắc. Những Đức nói người ta không tin, chán hết chán. Kinh nghiệm mười mấy năm của tôi quá kinh nghiệm mà. Nhất là tới lui trong chùa mà cái kiểu mà dính dáng cái chuyện tiền bạc này kia, mua bán hết sức là cẩn thận, cực kỳ cẩn thận luôn. Tác hại không tưởng tượng được. Vì sao sẽ thấy hoàn toàn nó mắc đạo luôn và trở thành phế của người đó luôn, và khổ te tu luôn. Nhất là gần chùa mà kiểu mà buôn bán với chùa, hết sức là mình cẩn thận với họ. Đụng vô của tam bảo không có đơn giản đâu, cho mấy cô nghĩ. Đừng có nói cái chuyện được trước mắt đó, mà tác hại cực kỳ lớn luôn đó. Những Đức từng nói câu gần chùa ban đầu là Bồ Tát, sau này là La Sát. Người ta phê phán những Đức. Tôi nói 100% câu này vì tôi là người nằm trong cuộc đó, tôi nhìn tôi thấy. Người ta vẫn không tin, người ta vẫn dùng là biện luận bày. Chàng ơi, chùa mà những Đức không phải quản lý rồi mấy cô sẽ thấy. Ai nhìn ra được chỗ này? Bên hộ pháp thôi mà những Đức dọn biết bao nhiêu mà nói chứ. Mà Phật tử đến chùa mà họ còn đem đồ này đồ kia vô bán, xử lý sạch nhách hết trơn luôn cho mấy cô biết. Nên chùa nó được yên vậy đó. Thử mấy cô chỉ cần dung dưỡng một người thôi, rồi về sau mấy cô sẽ thấy. Rồi cái tác hại của nó lớn cỡ nào cho mấy cô thấy à. Vì những Đức đã từng cũng dũng tình làm, mà những Đức cũng đã từng thất bại, những Đức đã từng có kinh nghiệm ra. Nên nói mấy cô yên tâm đi. Nên cái phước duyên nó lớn nó còn quan trọng hơn. Cái phước duyên nó lớn nó còn cực kỳ quan trọng hơn, còn hơn là kiếm tiền đó nữa. Cái tiền kiếm trước mắt đó mà cái quả kế bên đó, về sau rồi sẽ thấy à. Đụng vô của tam bảo không đơn giản đâu. Tạo phước duyên của tam bảo mới là đúng, thì tự nhiên người này sẽ tồn tại. Đó là những điều mà những Đức chia sẻ cho mấy cô rút kinh nghiệm đó. Chứ đừng có nói mà trước mặt làm giỏi, làm người kia rồi kích liệt giỏi mà không có tâm giải thoát, bức.
Nó đi vô chùa tu, 5-7 người thân vô chùa tu, không khéo bức sạch nhất, nó đem đi sạch ra khỏi chùa luôn, nó dứt hết luôn. Đừng có nói cái lợi trước mắt, nhìn vậy đó, 5-7 người vô chùa tu, gia đình người thân, không khéo léo điều chỉnh là nó dứt không còn một người luôn. Rồi người ta còn phê phán luôn Phật Pháp. Nên những đức nói cái chuyện mà ai mà dám bán nhà bán cửa mà đi vô chùa, gặp những đức nói suy nghĩ kỹ nghe. Tôi chưa bao giờ nói câu rằng bán đi đưa đi có phước báo, không có nói chuyện này. Vì nó tác hại nhà cửa đâu người ta ở. Suy nghĩ cho thiệt kỹ đi, đi đến cộng tu ở từ từ đi, rồi nhận thức trong chùa rồi hả tính. Riêng tôi có rất kinh nghiệm rồi. Còn mình làm việc Phật sự trong Phật Pháp là tùy duyên. Mình làm tùy duyên chứ mình không có làm cái kiểu phan duyên được. Phan duyên mà tác hại gì sao, làm gì. Riêng nhận đức là hướng dẫn lạ nhất luôn đó mấy cô. Người ta chỉ cần đem tiền đến chùa cúng là nhận à. Nhận đức hỏi tiền ở đâu, cái tiền này là như thế nào, nó phù hợp hay không, chứ đâu phải đưa là nhận đâu. Nói con vừa bán nhà, con định bán cái nhà, con bán đất rồi con cúng dường cho nhà chùa. Hỏi kỹ chứ, suy nghĩ kỹ chứ nghe. Cúng là phải suy nghĩ thì kỹ nghe, thông suốt cái tâm đi hả cúng. Nó còn người ta thì bán đi con. Không, tôi không nói chỗ này. Tôi tin Phật Pháp, mình làm việc cho Phật thì không người này cúng người kia cúng. Nên như thức mong mấy cô ở đây là những người hiểu biết, đi con đường này là mục tiêu gây dựng giải thoát là cái quan trọng. Chúc mấy cô an lạc A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.